gần 15 năm làm việc ở khoa kiểm soát bệnh tật HIVS, Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà. Chị Lê Thị Hồng Lĩnh thường xuyên phải tiếp xúc với các loại hóa chất, môi trường độc hại và đặc biệt là cán bộ chủ chốt tham gia nhiều nhiệm vụ phòng chống nhiều loại dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Qua nhiều năm công tác, chị Lĩnh cho biết, theo phụ cấp ưu đãi ngành hiện nay thì mỗi tháng chị được nhận phụ cấp 40% lương, tổng thu nhập là khoảng 6 triệu đồng một tháng. Mức lương khá thấp so với công việc hiện tại của chị đang làm. Với công tác mà y tế hệ dự phòng á, là công việc là rất nhiều. Một người có thể kiêm nhiệm 1, 2 hoặc 3 công việc trở lên. Và là công việc là không cố định giống như công tác phòng chống dịch COVID chẳng hạn. Thì chúng tôi phải làm việc công tác phải là gấp 200 hoặc 300% công việc, khối lượng công việc hàng ngày. Nhưng mà so với công việc mức lương như vậy là chúng tôi thấy là quá ít ỏi, nhưng được sự quan tâm của cấp ủy đảng và nhà nước nên là được hưởng phụ cấp 100% thì bản thân tôi cũng cảm thấy rất vui mừng, và đây là động lực để cho chúng tôi cố gắng và là phục vụ công tác tốt hơn. Là một lĩnh vực rất đặc thù, vì thế việc sửa đổi nghị định số 56/2011/NĐ-CP được thông qua, phụ cấp ưu đãi nghề cho cán bộ, nhân viên y tế cơ sở, y tế dự phòng được nâng lên là một sự động viên kịp thời cho cán bộ, nhân viên y tế nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành khi dịch bệnh hay sự cố môi trường gây ra làm ảnh hưởng đến sức khỏe của toàn xã hội. Chúng tôi cũng rất là mong mỏi, đặc biệt là cán bộ tuyến cơ sở của chúng tôi rất là vất vả. Hiện tại thì chúng tôi chưa được hưởng, nhưng mà cán bộ thì cũng rất là mong mỏi và cũng mong có một cái văn bản chính thức để cán bộ nó yên tâm công tác hơn, để khỏi hoang mang. Việc nâng mức hỗ trợ nghề cho các đối tượng của ngành y tế là hết sức cần thiết, kịp thời, bởi những khó khăn vất vả mà đội ngũ cán bộ y tế đang ngày đêm thực hiện. Có lúc công suất làm việc gấp 2 đến 3 lần bình thường và kéo dài trong một thời gian không ngơi nghỉ. Đây được xem là sự động viên hỗ trợ kịp thời cho những vất vả, hy sinh của đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành y tế.